Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế trà sữa nhà làm. Đó là bí quyết đầu tiên, thì gồm có là mình sẽ cho là trà ô long 50g mình đổ vô đây. Sau đó mình sẽ 900ml nước sôi đổ trực tiếp vô ha các bạn ha. Rồi cách làm như sau. Rồi mình sẽ cho 900ml nước sôi. Rồi mình sẽ cho 50g trà ô long đổ trực tiếp vô. Rồi mình sẽ cho 50g trà ô long. Rồi sau mình sẽ khuấy đều sản phẩm lên ha. Khuấy đều trà ô long với nước sôi. Mình sẽ ủ trong 15 phút. Khi đợi trà này ủ xong xuôi, mình sẽ làm tiếp công đoạn thứ hai như sau. Rồi sau khi mình ủ trà được 15 phút thì mình sẽ đổ tất cả nước trà và sát trà vào cái bình để mình lọc trà lại. Rồi mình sẽ cho tiếp tục, trong thời gian này mình sẽ cho tiếp tục nguyên liệu. Mình sẽ đông nguyên liệu. Mình sẽ cho 350g bột sữa. Rồi mình sẽ tiếp tục mình cho 120g đường kẽ. Rồi mình sẽ cho 120g sữa đặc. Rồi trong thời gian này mình sẽ lọc sát trà. Rồi mình sẽ để qua một bên. Rồi mình sẽ cho tất cả các nguyên liệu vào bên trong. Mình sẽ dùng cây đánh sữa, mình vét sữa xuống ha. Rồi mình sẽ dùng cây đánh sữa, mình đánh cho đều lên. Các bạn đánh mạnh tay vô cho đều sữa nha, tất cả nguyên liệu. Rồi sau đó mình sẽ cho tiếp tục là 300g đá bi. Rồi mình sẽ đổ trực tiếp vào thùng sữa lại nha các bạn. Rồi mình sẽ dùng cây đánh sữa, mình đánh tiếp tục, các bạn đánh mạnh tay lên. Rồi sau khi mình đánh xong thì mình đã cái phần thúc phần trà sữa. Mình sẽ đổ toàn bộ trà sữa này vào một cái thùng đựng sữa và một cái ca đựng sữa. Sau mình ủ từ 6 tiếng cho tới 8 tiếng uống mới ngon. Thì trước tiên các bạn muốn biết mùi vị như thế nào thì khi các bạn vừa đổ xong đánh sữa cho các bạn uống thử một miếng trước đã. Sau đó mình sẽ đổ vô ca đánh sữa, mình ủ vô tủ khoét ha, từ 6 tới 8 tiếng.